Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì sáng hôm nay mình đã lắp xong cái dàn oxy cho cá này nè các bạn. Nè, cái máy chính mình để đây nè, máy oxy mình để đây. Giờ mình chia ra từng hồ hết á. Nhìn nó không có được đẹp lắm, mà thôi kệ đi, nuôi cá chơi mà cứ không có thời gian làm cho nó đẹp mấy bạn. Cứ để như vậy cho nó cũng được nữa, miễn sao có oxy cho tụi nó được rồi. Giờ mình sẽ để mình lấy miếng trùng cho cá nó ăn nha. Ok, để mình gắm thử cái điện nha các bạn. Đó, oxy thấy không? Quá trời mạnh luôn. Cái máy oxy này nó mạnh lắm mấy bạn ơi. Rất mạnh luôn á. Có oxy vô mình thấy nó cũng khỏe. Bữa giờ mình nuôi là không có oxy, nói chung á là nuôi cái nào oxy hoặc không oxy gì cá nó cũng khỏe hết nha các bạn. Giờ mình cho nó ăn trùng nè, cho nó ăn trùng chỉ nha các bạn. Đó, cái máy oxy thì mình chạy sáng mình lên mình mở khoảng 7 giờ mình lên mình mở oxy cho nó chạy tới chiều luôn. Chiều 6 giờ, 5 6 giờ là mình tắt được rồi các bạn. Thì khoảng thời gian sáng với chiều vậy nó chạy là cá nó khỏe rồi. Cá này, cá nhỏ này, cỡ nhỏ nhỏ này ăn trùng chỉ được rồi các bạn, mình cho ăn trùng chỉ luôn nè. Còn dây dư oxy mình chữ trùng cái này nè bạn. Đó, cái clip hôm nay mình chả có chia sẻ gì hết các bạn ha. Thì mình gắn dây oxy lên đó thì mình quay cho các bạn xem thôi. Có oxy nó sục cá nó cũng ok. Trước giờ là mình không bao giờ mình nuôi cái oxy đâu. Hôm nay mày đặt ngựa nuôi thử coi sao nha. Rồi, cho ăn hết rồi các bạn ơi. Thì quay cho các bạn chơi cái cảnh mà coi cái máy oxy nó sục thấy cũng vui vui. Nè. Quá trời luôn các bạn ha.
Thôi cái clip ở đây thì mình quay ngắn ngắn thôi, không có chia sẻ gì đâu. Hẹn với bạn ở cái clip sau nha, mình sẽ nói về cái vấn đề khác. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người nha.